Ôi, mãi đừng có hết pin nhá. Đùa nhau. 01 01 1 9 8. Được. Bạn Nga thì có comment ở trong đây rồi. Em ơi, em hay chị không biết, nhưng mà hãy comment đầy đủ họ tên nhá. Đầy đủ họ tên theo chứng minh thư nhá mọi người. Đầy đủ họ tên theo chứng minh thư. Số chủ đạo của chị Ngân này là số 2. Okay. Thì xem số đồng đời của chị. Chỉ số đồng đời của chị cũng là số 2 luôn. Ủa, em đó đang bị giết mọi người bên cạnh. Chắc là chuẩn bị lạc rồi. Chuẩn bị lạc rồi. Ok, số 2. Số 2. Chị 4 đỉnh điểm cuộc đời của chị Ngân là năm 34 tuổi, năm 43 tuổi, năm 52 tuổi và 61 tuổi. Năm nay là một năm đi lên thẳng của chị luôn, có nghĩa là một năm phát triển cực kỳ của chị luôn. Hiện tại của chị đang đi đến đây. Năm 2022 này, nếu như mà năm nay mà chị học hỏi, chịu khó và đặc biệt là làm thay đổi, bớt sợ đi. Bớt sợ đi, biết sợ đi thì chị biết em nói cái gì rồi. Là chị sẽ, chị lên một cái đỉnh điểm luôn ấy, năm 2022 này. Đây là những cái giai đoạn phát triển của chị, nên là chị chú ý mọi người hãy nhớ những cái giai đoạn phát triển của mình cần phải cố gắng hơn. Cái nhược điểm của chị này nói lên là một người trực quan, nhạy cảm, đáng tin cậy và siêng năng, giàu lòng nhân cái, giàu lòng chắc ẩn. Họ có khả năng hòa giải và yêu hòa bình, có nghĩa là ít bị cái tôi chi phối hơn một số khác. Họ có thể hiện nhạy bén và có nghĩa là người này có vị tha cao cả. Đôi khi họ có thể là kết hợp với cái tôi của họ với người khác, nhưng mà mong muốn là cần thiết đều đạt được mục tiêu của họ. Đề hướng phát triển của họ là cần sự tự tin với khả năng trực giác của mình để lựa chọn và nhận định mọi vấn đề. Cần chọn một người sếp tốt để theo thay vì chọn công việc. Chị Ngân có nghe được không? Cần chọn một người sếp tốt để theo thay vì chọn công việc. Hãy trở thành một người phò tá, người trợ thủ đắc lực hay làm việc theo nhóm. Vì mong muốn chị sẽ trở thành một cái nhà lãnh đạo. Hãy chọn cho mình một công việc có tính ổn định thay vì công việc có tính chất biến động. Có nghĩa là sẽ đôi khi làm cho chị phải đau đầu, lúc nào cũng sợ sệt, sợ lọ, sợ cái kia. Nên là đôi khi là chị cần phải kiểm soát cảm xúc thông qua là đọc sách và thiền yoga. Người ta vẫn nói câu mà cho đi thì còn mãi, nên là hãy sử dụng năng lực của mình, lòng chắc ẩn của mình để làm những công việc để phục vụ mang đến cho chị cảm giác hạnh phúc, vui vẻ hơn. Chị này có một cái năng lực, đó là năng lực về nghệ thuật. Có nghĩa là khi một công việc thì đòi hỏi cái kỹ năng khéo léo về âm nhạc các thứ, thì có nghĩa là rất phù hợp với chị. Chuẩn không? Quá chuẩn đúng không chị? Có nghĩa là cái tóm lại là cái con người này có trực giác rất chi là tốt, có tinh thần tin cậy, hỗ trợ và giải và giàu lòng, chắc là có khả năng thiên về nghệ thuật nhiều hơn. Nếu như mà hôm nay mà em vẫn chưa biết chị thì vẫn chưa xem được những video của chị, mà hôm nay đọc những cái này thì em mơ hồ, nhưng mà đến khi mà biết chị là một cái người biết video, biết về nghệ thuật và yêu nghệ thuật như thế, thì chị có tin cái điều đó không? Quá chuẩn không chị? Không nạch đi được tí nào đúng không? Cái chỉ số đường đời của bà này là số 2 đúng không? Bà Ngân có ở đây không? Chả thấy comment gì cả. Ok, năm số 2 này. Năm phát triển mạnh con người bên trong với cảm xúc trực giác, đồng thời năm của sự kết nối, hợp tác, phát triển các mối quan hệ. Cái này là
hai má giống bạn âm, có nghĩa là năm nay có sự phải có sự kết nối, kết nối là mới gần sau nói rõ hơn như chị Ngân, chị Ngân sẽ giải quyết thêm nhá. Bạn được có nghĩa là chị sẽ sống thức tỉnh hơn, kiểm soát được cảm xúc, cảm nhận được sâu sắc về con người bằng cái trực giác của mình. Thiền định tối đến chiều, trưa nay em vừa bảo với chị nên thiền những cái gì chị đang sợ, hãy biến nó ngược trở lại. Bảo kê hết, bảo kê hết à, ok. Có nghĩa là chị đang sợ cái gì, chị hãy thiền biến nó ngược trở lại. Năm mà bạn có cái đầu, có nghĩa là mình ổn định hơn, hiểu được cái quan trọng hơn trong cuộc sống, lắng nghe theo cái cảm giác của mình nhiều hơn, sẽ có nhiều lựa chọn sáng suốt. Năm là năm bạn chị sẽ được yêu thương nhiều hơn, dành nhiều thời gian cho gia đình, chia sẻ cảm xúc thật với họ. Đừng vội vàng, cái gì tới sẽ tới, đẩy nhanh sẽ mất, cần ngoại giao để đạt được mục đích thì cực tốt, nhưng không thể tiến nhanh. Cái này thì chị nên lắng nghe chút nhé. Đừng vội vàng, cái gì tiến đến tới thì tới, không thể nhanh. Nếu như mà năm nay muốn nhanh thì cũng phải là cần ngoại giao, nhưng mà ngoại giao nó cũng chia đi từng bước chứ không thể một phát ăn ngay. Ok nha. Tiếp theo của bạn nào nào.